Chào mừng các bạn đã trở lại với Luck.vn và series cốt truyện của tựa game kinh dị đình đám Resident Evil. Ở video trước, chúng ta đã khám phá chuyến phiêu lưu vô cùng gay cấn của hai nhân vật Chris Redfield và Jill Valentine. Và hôm nay, hãy cùng tụi mình theo chân nhân vật Rebecca Chambers đến với cuộc chiến chống lại những zombie khát máu và tổ chức Umbrella trong phần game Resident Evil Zero. Vào ngày 23 tháng 7 năm 1998, chiến tàu sang trọng Elliptic Express thuộc sở hữu của công ty Umbrella bất ngờ bị tấn công trong đêm bởi một nhân vật bí ẩn cùng một đàn đĩa biến dị khổng lồ. 2 giờ sau, đội Bravo của tổ chức Stars đã trên đường đến khu vực này để điều tra về những cái chết bí ẩn đang xảy ra bên ngoài thành phố Raccoon. Bất ngờ, chiếc trực thăng chở đội Bravo gặp sự cố kỹ thuật và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. May mắn thay không ai bị thương nặng và Bravo còn phát hiện một chiếc xe tải chở tù nhân của đội cảnh sát gặp tai nạn gần đó, nhưng đáng sợ là tất cả mọi người đều đã chết. Các hồ sơ trên xe cho biết, đội cảnh sát này đang áp tải Billy Cohen, một cựu trung úy bị xử tử hình về tội giết 23 người. Cho rằng Billy đã giết mọi người và trốn thoát, cả đội đã tản ra để truy tìm tên tù vượt ngục này. Nhân vật chính của chúng ta, Rebecca Chambers, trong quá trình kiểm tra xung quanh đã bất ngờ nhìn thấy một toa tàu lửa chắn giữa đường. Nhận thấy sự tối tăm và đáng nghi ngờ, cô cẩn thận tiến vào bên trong để kiểm tra. Lúc này, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Thám thính được một lúc, Rebecca phát hiện ra tất cả các hành khách trên toa tàu đã bị thối rữa từ trước, nhưng bất ngờ lại sống dậy tấn công mình. Sau khi hạ gục tất cả xác sống, cô tiếp tục tìm hiểu và biết được những người trên tàu đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phòng thí nghiệm, đồng thời phát hiện các thí nghiệm bị bỏ dang dở ở một trung tâm bên sau trong khu núi Arklay. Lúc này, Billy Cohen đột nhiên xuất hiện phía sau Rebecca và chỉa súng đe dọa cô, nhưng sau đó lại bỏ đi vì cho rằng Rebecca không phải mối đe dọa. Trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rebecca đã bị làm cho giật mình khi một đồng đội của cô xông thẳng qua cửa kính của toa tàu khi đang chạy trốn thứ gì đó. Tuy nhiên, người này đã kịp cảnh báo Rebecca rằng trong rừng có rất nhiều zombie và quái vật trước khi trút hơi thở cuối cùng. Theo sau chân anh, hàng loạt những con chó săn biến dị khát máu cũng lao vào toa tàu, chỉ chực chờ tấn công Rebecca. Sống sót thoát khỏi đàn chó săn, Rebecca tiếp tục tìm thêm manh mối trên đàn tàu bí ẩn này và đụng độ với Billy một lần nữa. Vẫn còn dè chừng với tên tử tù, cô lập tức từ chối lời đề nghị hợp tác để cùng nhau sống sót của Billy. Dù bỏ đi nhưng anh vẫn không từ bỏ lời đề nghị của mình với Rebecca. Sau đó, Rebecca tiến vào một toa tàu tối, trong đó có một người đàn ông bí ẩn tan chảy và biến thành nhiều con đĩa biến dị. Một lần nữa, chúng nhanh chóng lao thẳng vào người cô, gần như nuốt chửng lấy cô. May mắn thay, Billy xuất hiện kịp thời và bắn văng những con đĩa đang đeo bám trên người của Rebecca, cứu cô một mạng. Theo dõi dấu vết của những con đĩa, cả hai nhân vật phát hiện một bóng người đàn ông đang đứng ở phía xa quan sát đoàn tàu và hút những con đĩa này vào cơ thể của mình. Khi cả hai còn chưa kịp hoàn hồn thì đoàn tàu lại bắt đầu di chuyển. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục ở lại trên đó để điều tra. Rebecca cuối cùng cũng chấp nhận hợp tác với Billy nhằm tìm hiểu về người đang lái đoàn tàu này cũng như người đàn ông bí ẩn họ vừa nhìn thấy. Vì vậy, cả hai tiếp tục đi về hướng đầu tàu để tìm câu trả lời cho mình. Với sự hiểu biết về hóa chất kết hợp thảo dược từ Rebecca cũng như sức mạnh bền bỉ của Billy, cả hai bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn, thậm chí họ còn cùng nhau hạ gục một con bọ cạp khổng lồ đang được vận chuyển trên tàu. Sau đó, Billy và Rebecca đã nhanh chóng rời khỏi khu vực này trước khi hàng loạt trứng đĩa trên tàu nở, nhưng họ lại sơ suất bỏ qua một nhóm lính Umbrella đang hoạt động gần đó. Trong lúc đó, Albert Wesker, trưởng nhóm Stark và nhà nghiên cứu virus William Birkin đang theo dõi tất cả các hoạt động trên đoàn tàu này với một thắc mắc. Làm sao khu biệt thự trong núi Arklay và đoàn tàu bị tai nạn lại nhiễm virus thi cùng lúc khi đang ở cách xa nhau hơn 3 dặm? Ngay sau đó, Wesker ra lệnh cho đơn vị của mình phá hủy đoàn tàu để tiêu hủy bằng chứng. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị một đàn đĩa tấn công khiến cả đội chết tại chỗ. Rebecca và Billy cuối cùng cũng đến được toa điều khiển đoàn tàu và nhận thấy tàu đang đi với tốc độ cao, chuẩn bị đâm vào bến đổ. Cả hai sử dụng phanh khẩn cấp để dừng tàu lại, nhưng đã quá trễ. Nó đâm xuyên qua vài thanh chắn an toàn rồi lật ngang. Một lúc sau, cả hai tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một trụ sở huấn luyện bí ẩn với logo của Umbrella ở khắp nơi. Trên bức tường khổng lồ, Rebecca nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc. Đó là người đã tấn công cô trên tàu với dòng chú thích trên ảnh, tiến sĩ James Marcus, giám đốc điều hành đầu tiên của Umbrella. Trong khi Billy và Rebecca khám phá tòa nhà mới, Wesker và William vẫn tiếp tục theo dõi hai người nhưng họ cho rằng Rebecca không phải vấn đề lớn cần để tâm. Lúc này, đột nhiên có một tín hiệu khác xen vào và người đàn ông bí ẩn đã tấn công Rebecca xuất hiện trên màn hình, đồng thời thông báo với Wesker rằng hắn là người đã phát tán virus ra cả khu biệt thự và đoàn tàu nhằm trả thù Umbrella.
Sau đó, hắn dùng sức mạnh của mình để tập hợp những con đĩa lại, biến thành James Marcus trước sự ngỡ ngàng của Wesker và William, bởi chính họ đã nhúng tay vào việc sát hại ông Marcus. Years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Trở lại với Rebecca và Billy, cả hai phải chiến đấu với đủ loại sinh vật và côn trùng biến dị khác nhau để tìm đường thoát. Lúc này, họ vô tình tìm được quyển nhật ký nghiên cứu của James Marcus. Nhờ đó, cả hai biết được chính ông là người đã tìm ra loại virus mới và đặt tên cho nó là Progenitor, và được bản thân Spencer, người đứng đầu tập đoàn Umbrella và chủ của ngôi biệt thự núi Arklay thúc đẩy để thành lập công ty phát triển công nghệ mới này. Marcus đồng ý để có thể tiếp tục nghiên cứu thêm về loại virus mà mình vừa phát hiện. Về sau, Marcus kết hợp Progenitor cùng với DNA của đĩa và được kết quả mạnh mẽ hơn trước, cho ra đời Virus T, hay còn gọi là Tyrant. Về sau, Marcus kết hợp Progenitor cùng với DNA của đĩa và được kết quả mạnh mẽ hơn trước, cho ra đời Virus T. Marcus bắt đầu thí nghiệm bí mật Virus T trên người và chờ kết quả cuối cùng để công bố ra thế giới, giành lấy vị trí ông xứng đáng có được ở tập đoàn Umbrella. Dù biết trong công ty vẫn có người đang dòm ngó nghiên cứu của mình, nhưng ông vẫn tin tưởng Wesker và William có thể giải quyết vấn đề này. Vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh trước hình ảnh của Marcus, nhưng Wesker vẫn quyết định bỏ mặc và tiếp tục kế hoạch của mình. Ông sử dụng đội Stark để thử nghiệm khả năng chiến đấu thực tiễn của Virus T tại khu biệt thự trong Resident Evil phần 1 vì Virus T đã gần như hoàn chỉnh. Còn đối với William Birkin, ông lại cần thêm thời gian để nghiên cứu và phát triển loại virus mới mạnh hơn, tạm gọi là Virus G. Cả hai quyết định đặt chế độ tự hủy cho tòa nhà này để xóa sạch manh mối còn sót lại và rời đi. Trong lúc đó, Rebecca và Billy tìm được một đường hầm bí mật dẫn vào khu thí nghiệm của tòa nhà. Điều này khiến người đàn ông bí ẩn khá khó chịu và quyết định thả thêm một thí nghiệm trước đó để tiêu diệt hai vị khách không mời này. Khi đang tìm đường đi, Rebecca tách khỏi Billy và bị một con khỉ đột biến tấn công từ phía sau, khiến cô mất thăng bằng, rơi xuống hố rồi mất tâm. Rebecca may mắn nắm được một thanh sắt bên bờ vực. Ngay lúc đó, Billy đã xuất hiện kịp thời để kéo cô lên. Sau nhiều lần được Billy cứu mạng, Rebecca không còn nghi ngờ về con người này nữa. Bằng chứng là khi đội trưởng Enrico gọi để yêu cầu thông báo tình hình, Rebecca liền báo cáo rằng chưa tìm thấy Billy. No, sir, I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission and I've already disobeyed orders. Thắc mắc về quá khứ của Billy, Rebecca hỏi thêm về tội danh của anh vì cô không tin một người đã cứu mạng mình nhiều lần lại từng ra tay giết chết 23 người. Tại đây, Billy kể lại chiến dịch cuối cùng tại châu Phi mà anh đã thực hiện. Đội của anh được cử đi tìm kiếm và tiêu diệt một căn cứ địch nằm sâu bên trong rừng rậm. Sau quãng đường dài khiến nhiều người bỏ mạng, đội của anh cuối cùng cũng đến được vị trí đãi giao nhưng phát hiện đây chỉ là một ngôi làng vô tội chứ không phải căn cứ địch như đã báo cáo. Tuy nhiên, không muốn về tay không mà không có chiến tích, đội trưởng của Billy quyết định vẫn tấn công khu làng này. Mọi người bắt đầu tranh cãi với nhau, nguyên nhân rất có thể là do Billy không chấp nhận mệnh lệnh của cấp trên. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Rebecca vẫn còn tò mò, nhưng Billy cắt ngang câu chuyện ở đó. Anh cho rằng mọi thứ chỉ là quá khứ, và thứ mà mình có thể làm bây giờ là chịu tội hoặc mãi mãi chạy trốn. Cả hai tiếp tục đi sâu vào khu thí nghiệm để tìm thêm nhiều manh mối về người đĩa bí ẩn. Theo nhật ký phát triển, virus kết hợp với đĩa đã tự tiến hóa và có khả năng tái tạo, tự sinh ra trí thông minh nhân tạo, bắt chước hành vi của con người, cụ thể ở đây là tiến sĩ Marcus. Billy suy đoán người đàn ông bí ẩn kia có thể là con trai hay thậm chí là cháu trai của ông Marcus, nhưng dòng suy nghĩ này bị ngắt quãng khi anh tìm được một chiếc cáp treo có thể đưa cả hai lên mặt đất và thoát ra ngoài. Chưa kịp tìm cách khởi động cáp treo, Billy lại bị một con khỉ đột biến tấn công và rơi khỏi đó, trong khi Rebecca bị một con zombie đĩa biến dị tấn công bất ngờ từ phía sau. Rebecca chiến đấu và sống sót, nhưng lại một lần nữa cô bị tách khỏi Billy. Cô quyết định tìm lại Billy và nhìn thấy một mẫu thí nghiệm zombie khổng lồ dạng người đang nằm trong ống nghiệm và dường như chưa hoàn tất.
Sau đó, Rebecca bất ngờ gặp mặt đội trưởng Enrico. Anh cũng đang tìm kiếm các thành viên còn lại của đội Bravo. Rebecca kể cho anh nghe về Billy và chuyến hành trình của hai người. Tuy nhiên, Enrico không mấy quan tâm và bảo cô đi tìm Billy nếu muốn, còn mình thì sẽ đi tìm đồng đội ở một khu biệt thự bỏ hoang gần đó. Ngay sau đó, Rebecca phát hiện mẫu thử zombie khổng lồ mình thấy trước đó đã thoát ra ngoài. Nó không chần chừ lao vào tấn công cô. Đây chính là mẫu Tyrant đầu tiên của Umbrella, dù chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng vẫn rất nguy hiểm và có sức sống mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó vẫn không thể cản bước Rebecca. Sau khi hạ gục Tyrant, Rebecca tìm thấy Billy dưới dòng sông ngầm của công trình. Anh bị nước cuốn về phía hạ nguồn. Lúc này, cô bèn kích hoạt khu xử lý nước nhằm cứu lấy anh ở phần lọc nước cùng nhiều xác chết khác. Billy chợt nhận ra đây là nơi tiến sĩ Marcus xử lý các mẫu thí nghiệm thất bại của mình khi nghiên cứu virus mẹ cuối cùng. Trong khi tìm đường thoát thân, Rebecca và Billy lại bất ngờ bị Tyrant tấn công từ dưới sông, nhưng không có gì đáng lo ngại khi sinh vật này đã quá yếu do bị thương trước đó. Băng qua con đập dưới lòng đất, cả hai hoảng hốt trước một căn phòng đầy đĩa biến dị. Người đàn ông bí ẩn đang điều khiển chúng cũng ở đó. Khi bị tra hỏi danh tính, người đàn ông này đã biến hình để lộ ra nhân dạng thật. Đó không ai khác chính là tiến sĩ Marcus. Ông bắt đầu giải thích về sự kiện 10 năm trước khi mình bị Umbrella phản bội. Chính tay những người thân cận nhất là William và Wesker đã hại chết ông. Tuy nhiên, cả hai đều không hề biết rằng virus mẹ dạng đĩa biến dị đã kịp chui vào xác chết của Marcus, tái tạo lại mọi thứ và thu thập thông tin về mối thù của ông đối với Umbrella trước khi chết. Khi được hồi sinh, ông lấy hình dạng của người đàn ông bí ẩn để tiến hành báo thù. Không thể kiềm chế được, tiến sĩ Marcus biến thành hình dạng cuối nhằm dứt điểm Rebecca và Billy. Nhưng cả hai đều hắc lắc và hạ gục được tên quái vật khá dễ dàng. Tìm được đường trở về cáp treo, hai người khởi động hệ thống và bắt đầu tiến lên mặt đất. Sâu bên dưới phía cáp treo, quái vật đĩa bắt đầu hồi phục và tăng kích cỡ, quyết đuổi theo hai tên phá đám. Cùng lúc đó, còi báo hiệu cũng vang lên để đếm ngược chế độ tự hủy của toàn bộ công trình. Sau khi cáp treo bị phá nát, Rebecca sực nhớ quái vật đĩa này không thể chịu được ánh sáng, nên đã lên kế hoạch mở cửa hầm để lấy ánh nắng mặt trời vào, trong khi Billy đánh lạc hướng hắn. Rebecca mở cửa thành công và làm yếu tên quái vật. Trong lúc đó, cô may mắn tìm được một khẩu Magnum nên đã ném nó cho Billy. Anh cầm súng bắn tan xác tên quái vật và khiến hắn rơi ngược xuống khu thí nghiệm, nổ tung cùng với toàn bộ tòa nhà. Rebecca và Billy trốn thoát ra ngoài trên một ngọn đồi cao, đủ để nhìn thấy khu biệt thự bỏ hoang bên dưới. Rebecca quyết định tạm biệt Billy tại đây để đi tìm đội trưởng Enrico, đồng thời lấy thẻ tên của Billy để làm báo cáo giả rằng anh đã chết, trả tự do thật sự cho anh. Billy cảm kích, rời khỏi đó và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Khi đó, Rebecca lại chuẩn bị bước vào một cơn ác mộng còn kinh dị hơn trước rất nhiều. Và đó cũng là toàn bộ cốt truyện của tựa game Resident Evil Zero. Nếu các bạn thích video này, hãy cùng like, share, subscribe channel của Luck.vn để bọn mình có thêm động lực làm tiếp những phần Resident Evil tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!